bản chào các bác nhá. Hôm nay Ngọc lên Lai Châu để dẫn mọi người lên chơi trên này một chuyến. Đây các bác chẳng biết lên lần nào chưa nhưng mà Ngọc lần đầu tiên lên này. Chỗ này là chùa Linh Ứng, 9m. Đây lan can lồng là một tông này. Đây này có ông chồn này. Ông chồn đồng nghiệp đấy. Cái này cao lắm các bác ạ. Từ thành phố Lai Châu lên cũng phải tầm 5 cây, 5-6 cây gì đấy. Kia là chùa Linh Ứng. Nên đây không phải mất vé hay mất phí gì các bác. Cái vùng kia tí nữa mình sẽ đi tham quan sau. Cái lên đỉnh núi cao nhất đấy. Địa hình toàn đá nha các bác nha. Trên này cũng khả năng cũng được xây dựng lâu rồi nhưng mà mình muốn được lên đầu tiên bây giờ thôi. Kia là gia đình của mình kìa. Ê thanh niên đi cắt duyên không? đi cắt duyên nhá. Ông này đang ế này. Ông này ông anh của mình mà. Chắc các bác biết rồi đúng không? Facebook anh Thắng đang ế, đi dẫn ông đi cắt duyên chỗ Linh Ứng luôn. Ui, lan can cũng to. Hai bên đường thì toàn đá rồi các bạn. Tí nữa sẽ lên tít trên đỉnh kia. Đầu tư cũng rất căng. Nhưng mà được cái là không phải mất kinh phí hay vé viết gì. Đến dốc lắm các bạn. Dốc này chắc là tầm 40%. Dốc. Đây. Đưa F1 đi cắt kính. Cận nặng. Ui. Đây không thấy Lai Châu. Đây thành phố đi. Kia đường lên nhé. Dốc căng quá. Này gió hơi mạnh. Lên dốc ác không? Đấy các bác lên nào chưa? Nhưng mà từ thành phố, từ trung tâm thành phố lên là ít nhất cũng phải tầm 5 đến 6 cây đấy. Lên khá mệt. Được không? Kia đường lên kìa. Đường nếu các bác nào chưa được lên lần nào thì lên đường lên Nậm Tâm này. Từ vòng xuyến ở chỗ quảng trường đi thẳng lên là ít nhất phải tầm 6 cây. Đi theo đường lên Nậm Tâm. Khu du lịch đẹp thế này mà chưa được giới thiệu để phát triển. Nếu như Than Nguyên mình mà có cái này khả năng là phải có vé hoặc là kinh phí lên cũng phải nhiều ấy. Ui. Lai Châu bây giờ lạnh rồi các bác ạ. Sáng ra ít nhất phải 19 độ, 17 độ. Đây, những bông lau mùa gặt. Khá mệt. Và xa xa kia sẽ là thành phố Lai Châu kìa. Lai Châu toàn ao thôi. Ao với núi. Sơn Thàng đâu nhỉ? Sơn Thàng tít dưới kia. Rồi dẫn các bác lên tiếp tục hành trình nào. Đi được có nửa đường thôi. Yeah.
Kia là phu nhân của mình nha các bác ạ. Kia công tử. Còn hai ông kia khả năng là thị vệ của mình. Nói phép thế thôi, trêu tí cho vui. Thôi dẫn các bác lên xem luôn nhá. Đi thẳng, đi lên cũng lâu lắm rồi đấy, dốc này. Vừa dốc lại vừa mệt nữa. Hai bên đường thì toàn núi đá thôi. Những khu du lịch đẹp thế này chúng ta cũng phải cần chia sẻ để mọi người để hiểu biết đến Lai Châu của mình có những địa điểm view rất là đẹp luôn. Ui nhìn trên cao. Các bác thấy dốc chưa? Nào con lên trước đi. Chùa Linh Ứng các bác ạ. Tí nữa là mình sẽ sang chỗ kia này. Kia là có cái ông gì béo kìa, ông gì quên hết mừng cha. Rõ, cái chùa kia có quả chuông to đùng. Kia Phật Quan Âm. Cái tượng ông béo kia gì nhỉ? Thầy gì nhỉ? Sư. Dốc kinh khủng các bác ạ. Dốc kinh khủng luôn này. Lên này gió rất là căng. Căng cực kỳ luôn. Lan can đổ bằng bê tông. Bên kia là những đồng bào vùng cao. Mình những đồng bào vùng cao thôi nhưng mà mình lại không cao mấy. Điện nóm. Sắp đến rồi các bạn. Các bác cứ theo dõi video nhé. Nhưng mà bác nào muốn lên tham quan thì alo cho Ngọc thì Ngọc lại chỉ đường cho. Ngọc đang ở Lai Châu mà. Nên làm chỗ san thàng. Hôm nay thất nghiệp mà. Đến đỉnh cao nhất 219 nhất của Long Vĩ Sa các bạn. Lai Châu và Lai Châu. Rộng quá. Lần đầu tiên mình được lên. Khả năng các bác cũng lần đầu tiên này chiêm ngưỡng cùng Ngọc đúng không ạ? Thôi cứ để các bác đi một vòng quanh nữa nhá. Mình quanh cái sân này, sân to phết đấy. Ít nhất phải tầm 200 mét vuông. Trên này cao quá. Cao cực kỳ luôn ấy. Mệt quá. Chẳng biết các bác có thấy rõ không? Khả năng hơi rung đúng không ạ? Tượng to đấy. Quên không mua gì lên tháp hương. Nhưng mà sân là chưa được đổ các bác ạ. Sân vẫn còn này. Đổ bằng sỏi thôi. Khu du lịch này cần phải phát triển thêm. Kia là toàn cảnh Lai Châu kìa. À dưới kia có gà rừng ấy, tí đi hỏi mua gà rừng. Kìa, hồ. Châu nhỏ bé quá. Cũng chả rộng mấy, toàn đồi núi mà. Cao. Cái tế này lớn này nhưng đó. Ừ. Ra ngoài chơi. A Di Đà Phật đấy. Tượng này ít nhất cũng phải cao tầm khoảng 3,5 mét ấy. 3,5 mét có và còn nguyên quả đế này nó tầm 1,3 mét rồi đấy, 1,5 mét rồi đấy, 1,3 mét. Tượng Phật thì cao cũng phải gần 3,5 mét rồi đấy. Nhưng mà công trình chưa được hoàn thiện hay sao ấy. Nhưng mà mai kia hoàn thiện cải trang đẹp đẽ khả năng sẽ có vé hoặc là kinh phí lên đấy, tham quan ấy. Bây giờ thì không phải mất vé, mất kinh phí gì cả.
Và tí nữa Ngọc sẽ dẫn các bác vào ra Phật Bà Quan Âm tí lên xem. Xong còn chỗ kia nữa. Rồi. Đi xem bên kia đã. Để xem trên cao nó nhìn như thế nào, nhưng mà trên này gió to lắm các bác ạ. Căng lắm. Ừ. Không được trèo lên đâu nhá. Đất thiêng đấy, ra ngoài đi. Đi ra bên này, đi ra bên này xem nào. Xem thành phố Lai Châu đây này. Ôi, khả năng xem thành phố Lai Châu như thế nào thôi. Này cũng được à. Sơn vả đàng hoàng ấy, nhưng mà ý thức kém, cứ khắc vơi này. Dần dần công trình sẽ bị phá hủy, mòn dần và sẽ không có kinh phí đại tu sửa chữa. Đây, khắc rất nhiều chữ. Cái gì đây? Các kiểu chữ luôn các bạn. Mẩy ơi, sẽ cái gì? Các kiểu. Khi chúng ta lên thì ai cũng phải có ý thức giữ gìn cảnh quan một tí. Chứ phá cái này thì không ổn. Một nơi tuyệt đẹp thế này. Thôi chúng ta sẽ chuyển vùng nhá. Thôi xuống núi rồi các bác ạ. Xuống để xem bên dưới. Đó là cực kỳ luôn đấy. Gió to kinh khủng luôn. Mỏi cái chân rồi. Nhà mình Long bị xa nhá, hôm nào hoàn thiện xong lại lên nữa. Không lên cũng chả biết như thế nào. Lên mới biết nó làm sao. Để bông lau nè. Tít lên một cái, cho tít một cái chơi. Đây là khuôn viên đang được triển khai các bác ạ. Chưa có hoàn thành. Đây còn một tượng Phật nữa đang được hoàn thành. Đây là mới bước đầu để chuẩn bị đi vào hoạt động thôi. Chưa có hoàn thiện. Mai kia sẽ khả năng là làm sân các kiểu đẹp hơn.
Hôm nay thứ bảy im, chắc mọi người gần đây cũng lên xem hết rồi, chán rồi đúng không? Đi đường nào đây? Đây khuôn viên đang chuẩn bị hoàn thành thôi. Hoa cúc à? Hoa gì đây? Dạ, báo mì. Hoa hồng. Rồi. Ngọc sẽ cho các bác lên tham quan nhé. Đây là tượng nữ Quan Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát. Thôi xuống đi. Dẫn các bác đi xem chuông. Ui ôi. Ui sức được sức lành này. Xịt được nghe. Nhưng mà ban đêm khả năng đẹp đấy. Bóng nháy. Bóng nháy các kiểu có đủ hết rồi. Hỏi hái và hái nó. Ừ, hái đi. Ô, chú không có kiểu anh đâu. Cái này. Chú đó. Cảm ơn á. Đây. Đây. Hình thức nhà rất là đẹp nhá, làm bê tông, toàn bê tông, sân là gỗ. Hơi tối các bác ạ. Cột bự lắm. Cột này ít rồi. Cột này phải 70 đấy nhỉ. 60. 50. Đây và chuông các bác. Nhỏ mỏ lắm. Đây. Và dù này là gỗ này. Gỗ to vật vã luôn. Mỏ lắm. Ôi, tạm biệt chuông chùa nhá. Mình lại xuống bên dưới đây. Bên dưới còn một tượng nữa các bạn. Giờ dẫn các bạn đi xem hết luôn. Tượng ông gì ông béo béo ấy. Mình chả biết nữa. Ông không rộng hiểu không nhiều. Ôi này. Này kè này ấy à. À kè này vẫn chưa hoàn thiện xong. Đây từ đây đến chỗ ít nhất phải 300 m. Đây đường về này. Đường lên qua đường xuống. Kia. Hôm nay mình lên tít trên kia cơ. Thứ bảy tôi có thắng cố các bạn. Sẽ biết kiếm tiền nó dài ăn một nồi thắng cố để
thì thử xem nó như thế nào. Nhưng mà tối đi thắng cố Ngọc sẽ review cho các bác xem nhé. Wow, cái rồi lên cũng khá cao đấy. Đệ nhất hùng vĩ view. Gió căng lắm các bạn. Đây là thần độc thần tài à? Hả? Ông thần độc thần tài à? Thần lộc ấy à? Thần lộc. Cao lắm các bạn. Cốt pha còn chưa dỡ. Wow. Dây gì đây? Cáp à? Dây cáp. Trời, vật liệu. Wow. Xem nào. Một địa điểm không thể bỏ qua được tại Lai Châu các bác ơi. Đá này đá gì đây? Đá cẩm thạch à? Đẹp tí. Con chào ông nha, ông thần tài nha. Đường lên các bạn. Lên khá mệt ý. Xuống đi bạn ơi. Đầu tư có tiền đấy. Thôi xuống rồi các bạn. Khả năng hành trình tham quan đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bác vào những chuyến sau nhé. Nếu mà tối thì có dịp thì Ngọc sẽ quay chở sang thang chở đêm cho các bác xem. Các bác xem video của Ngọc thì nếu mà thấy lạ và thấy hay thì cho một like nhé. Tối Ngọc sẽ dẫn các bạn đi chở đêm sang thang để ăn một nồi thắng cố. Em thằng cố trên sân thang có những cái gì nhé. Còn hôm nào rảnh rảnh thì Ngọc sẽ dẫn các bác lên Phút Sam Cap. Phút Sam Cup. Đấy lên à. Đấy xuống thôi bạn ơi. Chào Pin Hồng đi. Chào Pin Hồng về thôi. Về thôi. Thân ái chào các bác nhé.